Ngày 22 tháng 3, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, công tác phát triển kinh tế xã hội và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại xã Sơn Lương và Nậm Mười, huyện Văn Chấn. Thực hiện các chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy Yên Bái và kế hoạch số 06 của huyện ủy Văn Chấn về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, xã Sơn Lương và Nậm Mười đã xây dựng kế hoạch cùng các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu cho từng lĩnh vực cụ thể. Đến nay cơ bản các chỉ tiêu đã đảm bảo theo tiến độ đề ra. Tuy nhiên chất lượng một số chỉ tiêu đạt còn thấp, các chỉ tiêu về giảm nghèo, vệ sinh môi trường, phát triển giao thông còn gặp khó khăn. Về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chuẩn bị các bước theo đúng quy trình của cuộc bầu cử. Đến nay xã Sơn Lương và Nậm Mười đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 2, lập danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng dân huyện và ứng cử đại biểu Hội đồng dân cấp xã. Các xã đang tiến hành các hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên, chuẩn bị các điều kiện cho hội nghị hiệp thương lần 3. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như chuẩn bị cho cuộc bầu cử của hai xã Sơn Lương và Nậm Mười, đồng thời yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương bám sát vào các chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện các giải pháp đồng bộ quyết liệt, có đánh giá rút nghiệm trong từng tháng từng quý. Đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, tạo điều kiện cho cử tri phát huy dân chủ, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ. Bên cạnh đó làm tốt công tác nắm tình hình dư luận xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày diễn ra bầu cử.